Rồi, chào bà con. Rốt cuộc bây giờ mình xong được một một thùng rồi. Coi đại khái, công làm đại khái à. Như hàn không có đẹp, mà không phải dân thợ thì là coi như gọi bị hàn thôi. Còn đẹp thì phải dân thợ nó mới đẹp. Nó có chạy cái vảy cá nó mới đẹp bà con. Nhưng mà mình thì dân quậy chứ không phải dân thợ. Cho nên cái mối hàn nó không có đẹp giống ở thợ ha. Thì như vậy cũng được rồi. Coi như đại khái thì coi như mình kiếm được cái nào mình chơi cái đó, chứ không có bắt buộc phải cùng một thứ sắt hết trơn trọi. Cái sắt này sắt hàng rào nè. Cái sắt này sắt hàng rào. Còn sắt ở trên này là cái sắt vuông nhỏ. Thì coi như đại khái là coi như chỉ có cái dàn để cho cái cây thanh long nó leo lên được rồi. Còn nếu mà mình bắt ở giữa này á, bắt ở giữa này thì mình thấy không cần thiết. Tại vì khi mình trồng coi như hai cây thanh long hai bên cho nó leo lên hai cái cột trụ này nè. Cho lên hai cột trụ này xong bắt đầu nó trên nó tỏa xuống. Rồi thì thằng nào đó thì nó tỏa từ trên này xuống thì coi như ở giữa trống như này cũng ok, không sao. Thì coi như mình làm hình vuông ở trên này. Hình vuông ở trên này để cho nó cây thanh long nó leo lên á, thì cái mấy cây trước mình làm á, mình có cột trụ ở giữa này á, nhưng mà mình thấy nó cũng chẳng cần thiết tới nữa. Không cần thiết tới coi, tại mình trồng hai bên á. Mình trồng hai bên thì coi đây mình quay lại cho bà con coi ha. Đó. Coi cái mình trồng hai bên nè, hai bên cái trụ nè. Hai bên trụ này bắt đầu nó leo lên. Đó đây nè. Nó leo lên thì nào mình cái trồng ở giữa này thế mình thấy nó không cần thiết. Đây là cây này có cái giữa nè. Mà thấy cũng không cần thiết ha. Ở đây là mình bắt cái cây này nè, nó giữa đây. Thì cái này mình không cần hàn, thì mình có mấy miếng sắt nẹp nẹp ván á. Mình nẹp nó vô. Để coi như cái cây này tương đối nó thấp mà mình coi thử coi. À nó bằng nhau hết à. Nó ngang ngang nhau hết. Mình sợ cái cây kia nó hơi cao nhưng mà chắc không sao. Tại vì nó ở trên nó tỏa xuống thì coi như vậy được rồi. Còn nếu mà chợ mà thấp quá thì nhiều khi mất công nó tỏa xuống không được nhiều, ít trái. Còn mình để cao như vậy thì hy vọng là nó trái nhiều rồi. Nếu mà chợ mình muốn chạy nó theo hướng nào mình có thể mình kiểm chân lên, có thể dùng cái thùng sữa đó, cái thùng sữa mình đứng lên cũng được, không sao. Cái này nó cũng ngang ngang với tầm người thôi. Thì coi dệt một tác phẩm đã xong rồi. Ai mà thích video mình cho mình một cái subscribe và cái like gì bà con ha. Coi thợ nhà thì không có hàn không có đẹp, nhưng mà về cũng được rồi. Coi miễn sao nó chắc mà là tốt rồi. Coi nó bền chắc cũng tới được mấy chục năm. Thì mấy chục năm thì mình lúc đó cũng thăng thiên đây. Như vậy coi như cũng để lại một chút xíu nào đó cho con cháu. Hy vọng là tụi nó mai kiến được ăn thì nó cũng nhớ tới cái công lao ông già nó làm. Ok, rồi ai thích cái video mình cho mình cái subscribe mà cái like gì bà con ha. Thì sách gì sách thì mình làm hàm mà lần hết, không có cùng một loại. Kiếm được cái nào mình làm cái đó. Ok, để bye bye bà con nha.